Xin chào các bạn, mình là 0911 Player đây. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn về các bảng độ nhạy của OB28. Các bảng độ nhạy sau đây là do mình tham khảo từ những người bạn của mình và từ các kênh YouTube khác để làm ra các bảng độ nhạy OB28. Thì các bảng độ nhạy sau đây thì dùng chung cho nút bấm là 45 nhé. Các bạn chỉnh nút bấm 45 là vừa cho điện thoại của mình rồi. Kể cả iPhone hay là Android thì sử dụng nút bấm 45 hết. Nó rất là dễ one shot và dễ kéo MB40 nữa. Nếu các bạn để ý thì trong bảng OB28 này hình như Ghana đã chỉnh độ nhạy nó tăng lên một tí thì phải. Mùa này thì các bạn sẽ dễ kéo tâm hơn. Và với việc mà tăng như thế thì skill kéo ngắm mình nó cũng rất là dễ làm các bạn. Thì các bạn cứ chỉnh tất cả về không, còn nhìn xung quanh thì 100 giúp mình. Và clip tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn một số cái mẹo về luyện tập kéo ngắm dễ hơn cho các bạn mới tập nhé. Có nhiều mẹo đấy giúp các bạn luyện tập nhanh lắm, mà ở clip sau mình sẽ nói luôn. Do clip này mình sẽ làm chuyên về cái độ nhạy này rồi. Và các bạn nhớ bật chuông theo dõi để đón xem clip về mẹo mà luyện tập kéo ngắm tiếp theo của mình nhé. Thường thì cái video mình cái lượt like nó rất là ít, thì bạn nào yêu quý mình thì hãy giúp mình, cho mình xin một like và một subscribe ủng hộ tinh thần mình với nhé, để mình có động lực ra nhiều clip hơn để hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Và bạn nào có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới nhé, mình sẽ trả lời.